Ở bên cái tiểu bang Washington DC, ở bên cái tiểu bang qua Thịnh Đốn đó, ở cái tiểu bang này người ta không có nhiều nhà cao tầng các bạn. Cái lý do mà người ta không có nhiều nhà cao tầng, nhiều cái tòa nhà building cao tầng đó, là tại vì ở bên đó người ta có một cái lực là cái nhà trắng á, cái nhà trắng của ông, mấy ông tổng thống ở làm việc đó các bạn, họ có một cái tượng đài, cái tượng đài Washington để ghi nhớ, để tưởng tưởng niệm, để nhớ công ơn của các ông vị tổng thống đầu tiên đó. Thì họ có cái chiều cao, họ có cái chiều cao thì chính phủ họ có một cái lệnh, đó là cái lực á, không có ai trong cái tiểu bang Washington đó mà được quyền xây một cái tòa nhà cao hơn cái tượng đài đó. Cái này thì rất là nhiều người các bạn biết, nhưng mà Quốc muốn chia sẻ cho một số các bạn nào đi du lịch ở Việt Nam hay trên toàn thế giới, đi du lịch qua bên Mỹ. Khi các bạn tới cái tiểu bang Washington á, thì các bạn sẽ đặt cái câu hỏi, tại sao cái tiểu bang này họ không có nhiều nhà cao tầng? Trên toàn tiểu bang luôn các bạn, trên toàn tiểu bang qua Thịnh Đốn luôn, không được quyền xây nhà cao hơn cái tượng đài của cái ông Washington DC, cái ông Washington mà cái ông tổng thống đầu tiên đó các bạn. Ai mà xây nhà cao hơn là nó đập xuống, nó phạt, không cho phép xây nhà cao hơn cái tượng đài của ông Washington đó. Rồi nói về cái vấn đề mà mấy cái người ở bên Mỹ, mấy người giàu đó các bạn, giàu ở bên Mỹ đó, nó sướng lắm. Tại vì Quốc đi ra, Quốc làm cái nghề của Quốc, Quốc giao tiếp được nhiều người, Quốc mới biết được những cái kinh nghiệm của mấy cái người giàu. Các bạn biết mấy cái người giàu ở bên Mỹ á, tới cái mùa hè đó các bạn, cái người ta muốn gửi con của người ta đi học hè, đi cắm trại, đi camping rồi đó các bạn. Mà người ta muốn, giống như người ta ở tiểu bang này mà người ta muốn gửi con của người ta đi qua một cái tiểu bang khác để đi giáo dục, đi camping mùa hè đó, đi cắm trại mùa hè đó các bạn. Thì các bạn đặt cái câu hỏi, tại sao người ta làm như vậy? Tại vì mấy cái người này, người ta giáo dục con của người ta đó là phải dân võ song toàn. Để sau này lỡ như mấy cái em này mà có làm một cái công việc gì đó, thì mấy cái em này mới thấu hiểu được. Chẳng hạn như Quốc nói ví dụ như gì đi, hồi cái thời mà Quốc học ở dưới trung học á, ở bên Mỹ á, cô giáo dạy học sinh nói mấy em đừng có dùng cái danh từ mà gọi mấy cái người di dân bất hợp pháp, đừng có họ gọi họ bằng cái danh từ bất hợp pháp, mà các em hãy gọi họ bằng một cái danh từ, đó là mấy cái người này ở sống ở Mỹ không có giấy tờ hợp lệ đó. Thì cái tiếng Mỹ họ nói như vậy, bà cô giáo bà nói tiếng Mỹ như gì, don't call the illegal immigration illegal, don't call them illegal, là đừng có gọi họ là những cái người mà sống bất hợp pháp, sống lậu, đừng có gọi họ sống lậu, mà các em học sinh hãy gọi mấy cái người này đó là undocumented immigration là mấy cái người này sống ở Mỹ mà không có giấy tờ hợp lệ. Thì có một số học sinh ở trong lớp mới cằn nhằn, mới nói ủa tại sao mấy cái người này ở lậu mà cô giáo làm gì không cho tôi gọi mấy người này ở lậu mà phải dùng một cái chữ khác. Đó là cái này Quốc học ở dưới trung học á các bạn. Cô giáo dạy tiếng Anh của Quốc á, bà Mỹ da trắng á, bà dạy học sinh phải dùng chữ. Thì có một số học sinh đó người ta thắc mắc, nhưng mà theo Quốc nghĩ là đúng. Tại vì Quốc nghĩ như vậy nè,
đến một ngày nào đó đó, trong những học sinh này có một ai đó đi ra tranh cử là một cái chức vụ gì, thì người ta phải đi đi vận động. Đi vận động mà đứng trước công chúng á các bạn, mình phải nói chuyện. Đó thì mình nói chuyện là mình phải nói những cái danh từ, những cái chữ mà cho cái người nghe nó nhẹ nhàng, nó không có bị giống như là thấy gọi của người ta như vậy hạ người ta quá, người ta bị tự ái. Mấy cái người mà di dân lậu người ta tự ái. Đó thì cái lúc mà bà cô giáo bà nói, bà dạy trong lớp bà nói mấy em học sinh đó đừng có gọi người ta là người ở lậu, người ở bất hợp pháp, mà các em hãy gọi họ là những cái người di dân không có giấy tờ hợp lệ. Don't call them illegal immigration. Don't call them illegal immigration. Là dịch ra giống vậy đó các bạn, đừng gọi họ là người ở lậu, ở lậu ở nước Mỹ đó. Rồi trở lại cái vấn đề mà mấy cái người giàu ở Mỹ á, họ sướng là như thế nào các bạn biết họ sướng không? Thí dụ như có một cái gia đình này đi, mấy người này người ta không có giàu, người ta chỉ có dành dụm tiền rồi tới mùa hè là người ta lo cho con người ta đi cắm trại thôi. Người ta giáo dục như vậy là để cho mấy cái đứa này nó ngoan, nó nghe lời. Vô mấy cái chỗ cắm trại đó các bạn, người ta huấn luyện rất là hay các bạn. Con cái là về là nghe lời ngoan lắm, nó không có lì lợm các bạn. Tại vì hồi xưa đứa con trai của Quốc á, là nó cũng mùa hè đó, nhà trường cũng có gửi nó đi camping đồ picnic đồ này nọ. Nó gọi là tiếng Mỹ nó gọi là book camp á các bạn, book camp á. Đó thì mấy cái người giàu đó các bạn, họ hẹn giống như thí dụ như cái trung tâm mà người ta có cái hàng xe buýt đi, người ta đậu để người ta chở mấy cái người này từ ở cái bang của Quốc là cái bang Massachusetts, để chở mấy cái người này đi lên cái tiểu bang Maine đó. Mà cái gia đình này ở bên tiểu bang khác các bạn, ở bên Texas hay là ở bên tiểu bang nào đại khái ví dụ gì đó, cái con của người ta còn nhỏ quá đó các bạn, cái người ta không có thể nào người ta để con của người ta bay một mình được. Là mấy em này là dưới 14 tuổi nha, độ chừng 11, 12 tuổi. Cái mấy người giàu này họ sướng sao các bạn biết không? Họ mua vé máy bay bay, tại vì ở trong nước Mỹ trừ ở bên California đồ mấy tiểu bang xa đó, còn mấy cái tiểu bang mà ở dạng như Texas nằm ở Trung Mỹ á, ở miền Trung của nước Mỹ á, bay qua bên Quốc cỡ chừng tiếng mấy, 2 tiếng à, cao lắm 2 tiếng mấy à. Mấy người giàu các bạn biết sao không? Đưa con qua, đưa con lên xe bus thôi mà bay từ bên Texas, bay qua, đáp xuống phi trường Boston, gọi xe Uber chở đi lên cái trạm xe buýt. Cái trạm xe buýt này là cái đòn mà để họ chở mấy cái em này đi lên cái chỗ cắm trại ở trên cái tiểu bang Maine á các bạn. Đó. Thì trên đường đi á, Quốc mới hỏi cái bà vị khách. Quốc nói mày đưa cho con mày đi tới cái trạm xe buýt xong rồi một hồi nữa là mày bay bằng máy bay về nhà hả? Bà nói ừ các bạn. Các bạn thấy mấy người giàu ngầu không? Mà họ đi giản dị lắm kìa. Không có tại vì bay về trong ngày mà đưa con đi tới cái xe buýt thôi. Cái xe buýt này nó hẹn là ở một cái địa điểm ở cái tiểu bang Massachusetts của cái chỗ của Quốc đó, là để nó chở mấy cái em này thêm một đoạn đường là 5-6 tiếng đi lên Maine nữa. Nhưng mà cái câu hỏi các bạn đặt ra đó, tại sao không có bay đứa bé này thẳng đi lên cái trại đó luôn đi, mà phải đậu vô một cái địa điểm nào để hẹn đi lên xe buýt, lên đòn, gặp một cái đòn. Bởi vì người ta đã nói là giáo dục mà các bạn. Người ta cố tình để đưa cho mấy cái em này ngồi những cái chặng xe buýt này đó, trên đường đi á, là người ta ngắm cảnh các bạn,
ngắm cảnh cây cối, thiên nhiên. Các bạn biết sao Quốc biết không? Tại vì con trai, thằng con trai thứ nhì của Quốc đó, nó đi mà ở trong trường trung học mà nó gọi là đi field trip ở tiếng Mỹ á, cái danh từ nó gọi là đi field trip á. Nó đi lên cái bang New Hampshire, nó phái lắm, nó về nó kể hoài. Nó nói con phải chạy xe qua những cái, có những cái con đoạn đường đó, cây cối ở New Hampshire á, cái cây cối nó khác hơn với cái tiểu bang mình, nhìn nó đẹp, cảnh thiên nhiên nó đẹp. Tại vì người ta cố tình người ta huấn luyện, người ta huấn luyện con của người ta mà dông dõi sông Tòn mà các bạn. Đó thì mấy cái người giàu ở Mỹ đó các bạn, người ta bay, bay bằng máy bay. Máy bay ở Mỹ là nó y như là đi xe buýt vậy đó. Nó có nhiều công ty lắm. Công ty mà ở bên Mỹ là thường thường người Mỹ người ta đi cái loại máy bay thượng hạng đó, thì cái tên đó là JetBlue. JetBlue là cái hãng máy bay, hãng máy bay ngon á, máy bay hàng hiệu á các bạn. Rồi họ có mấy cái hãng tầm trung nữa, tầm trung là United, American Airlines. Còn cái hãng mà giống như ở Việt Nam, mà ở Việt Nam có cái hãng máy bay giá rẻ mà nó tên là Vietjet đó các bạn. Đó thì ở bên Mỹ nó có cái loại đó nữa, thì ở bên Mỹ nó tên là Spirit. Spirit. Spirit là cái máy bay này là máy bay giá rẻ đó. Cái lý do họ lấy giá rẻ đó là cái máy bay của nó nhỏ nhỏ lắm. Ghế của nó ngồi chật hẹp như như cái xe buýt vậy đó. Tiền nào của nấy à các bạn, tiền nào của nấy à. Cái lý do mà ở đây cái hãng máy bay giá rẻ đó họ lấy giá rẻ đó là tại vì họ không có cho mình đem mấy cái kiện hàng theo. Thí dụ như các bạn đi những cái hãng máy bay khác đó, thì nó cho đem lên 2 sách tay, 1 sách tay. Còn cái hãng máy bay giá rẻ đó nó không cho mình xách lên, trừ cái bóp của phụ nữ với cái bóp đàn ông thôi, chứ nó không cho xách vali lên các bạn. Xách cái vali lên là nó tính mình thêm tiền, tại vì nó là máy bay giá rẻ mà. Đó là ở bên Mỹ á. Có người khách gọi Quốc nhưng mà thôi, hết giờ hết ca làm mà chạy về nhà nghỉ, về chơi với mấy đứa con, với dẫn mấy đứa con nó đi chơi, chạy một buổi để kiếm tiền dán cái tem xe đó. Xe mà ở bên Mỹ giống như ở Việt Nam vậy các bạn, hàng năm mình phải dán tem. Thì tiếng Mỹ nó gọi là inspection đó các bạn, inspect á, car inspection á. Đó thì ở bên Việt Nam đó các bạn, nó có cái hãng máy bay Vietjet đó, cái máy bay này á, mấy cái ông mà sống về cái ngành mà du lịch tour, mà cái ông dẫn Quốc quen với cái ông này, Quốc quen hai người sống về cái ngành mà dẫn viên, hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viên đó các bạn. Mấy cái ông này nói nhỏ cho Quốc nghe đó, hãng Vietjet đó nó bị delay dữ lắm, nó không có bảo đảm. Mà đi cái máy bay của nó đó, nó không có bằng như cái mấy cái hãng như là Việt Nam Airlines đồ, mấy cái hãng quốc tế như của Thái đồ, đi ngon hơn. Các bạn biết tại sao mấy cái ông này cho Quốc biết không? Tại vì mấy cái ông này mà book vé cho khách hàng đó, khi mà khách hàng Việt Kiều mà người ta muốn đi về Việt Nam, mà người ta muốn đặt du lịch đoàn đồ đó, các bạn đi nước này nước kia, nước bạn đó, thì mấy cái người này người ta nói đừng có đi Vietjet Airlines. Vietjet Airlines nó ấy lắm, nó xô bồ lắm, mà nó không có bảo đảm đi đúng kiểu như cái phần trăm mà nó bị delay, cái phần trăm mà nó bị chậm trễ nhiều hơn mấy cái hãng khác.
tại vì các bạn biết không, mấy cái ông nội cộng sản này nè ăn hối lộ quá, cho nên đâm ra là hả mấy cái tập đoàn mà làm ăn ở Việt Nam á, người ta ỷ lại. Bởi vì Việt Nam mình có cái câu đó, có tiền là có tất cả, là giống như á hả, ở bên Mỹ á, các bạn có tiền các bạn mua lực đâu có được. Các bạn nhớ hồi lâu rồi á, ở bên Mỹ mà nó có cái hãng United Airlines không? Đó, nó đòi cưỡng chế cái ông hành khách, ông bác sĩ Việt Nam. Nó cái vụ đó là chấn động cả thế giới luôn đó. Nó bị máy bay nó bị kẹt, nó bị trục chặt cái gì á, nó yêu cầu ổng nhường cái chỗ ngồi của ổng. Cái ông đó là ông khách hàng Việt Nam mà ổng là bác sĩ các bạn. Ổng nói không, tao mua vé rồi, tao mua vé, tao lên máy bay rồi, tao không có nhường cho ai hết á. Tao phải cần đi về, tao có hẹn ở gia đình, tao là bác sĩ phải không? Cái nó lên các bạn, nó cưỡng chế ổng. Nhưng mà cái khác ở bên Mỹ á, nó khác hơn ở Việt Nam là sao các bạn biết không? Nó về tin tức nó loan lên, cái bắt đầu cái nó đứng thì báo chí đồ ở bên nước Mỹ người ta trung gian, người ta đứng về cái phe cái người đúng, chứ không phải giống như ở Việt Nam mà báo là báo của cộng sản, mà Việt Nam Airlines á, hay là Vietjet á, nó là của cộng sản đó. Thì có chuyện gì mà nó tình huống gì nó xảy ra đó thì mấy cái thằng nhà báo này á, nó phải binh. Bởi vì tại sao mà người ta nói độc tài độc quyền là cái chỗ đó, chứ không phải mà Quốc cái động cái là Quốc hay nói với cái chủ đề này. Tại vì Quốc biết á, mấy người ở Việt Nam á, người ta bị kiểu như bị nhồi sọ, bị tẩy não quá, đâm ra nó thành vô cái văn hóa bình thường đó. Thì cái vụ cái ông bác sĩ đó, các bạn thấy không, cả thế giới người ta đưa tin, dân chúng rồi, người ta đâu có đứng về cái mấy cái thằng đại gia, mấy cái thằng tập đoàn hãng máy bay. Các bạn biết không, nếu mà cái câu chuyện này nó xảy ra ở Việt Nam á, các bạn nghĩ báo chí đứng về ai? Nó phải binh về cái cộng sản chứ. Tại vì hãng máy bay là hãng của nhà nước mà, của quốc danh mà, các bạn biết không đó. Bởi vì mấy cái thằng mà con ông cháu cha đó, nó lên nó vô nó coi clip của Quốc á, nó đâu có được vui đó. Quốc á thì không phải là dạng như là cái người chống đối, mà là Quốc là cái người mà đứng ở bên ngoài lề. Quốc thấy cái thằng nào làm ăn không được, các bạn biết không, giống như á, Quốc thấy cái chính trị á, nó cũng là một cái nghề. Chính trị nó cũng là một cái nghề các bạn. Ví dụ như mấy cái người này mà người ta điền đơn, người ta làm cái gì ở quốc tế đó, thì cái câu hỏi người ta hỏi ra đó là anh sống về cái nghề gì, đó, tên công việc của anh là cái gì, thì họ phải viết vô đó là cái chữ đó là politician, là chính trị gia. Chính trị nó cũng như là một cái nghề vậy, chứ không phải là cái gì. Thì Quốc là cái người đứng bên lề, Quốc thấy mấy cái người này làm ăn chính trị, nhưng mà nó làm ăn không có chính đáng, nó ăn gian đó, nó không có đàng hoàng, cái công việc của nó không có đàng hoàng. Thì Quốc là cái người đi kêu người này người kia đừng có làm ăn với nó, chứ không phải là, các bạn đừng có hiểu lầm là Quốc là người chống này chống nọ. Không có, Quốc không có. Quốc rất là thương người